chào quý vị và các bạn. Đây là mình quay cái này là mình ở Mỹ nè, chứ không phải ở Việt Nam mà có bánh trung thu mà ở Mỹ không có bánh nha. Rồi mình khoe nè, đây là cái cô bạn của cho cô này là cô giáo lại đàn sẽ đỡ lại bên trong coi cái hộp bánh nè. Đây đây là cái hộp bánh nè, cái đó là cái vỏ áo ngoài nha. Hồi nãy nó là cái vỏ áo bên ngoài đó, bánh trung thu hiếp Yến Hương nha, đó, sản xuất tại Houston, Texas, Hoa Kỳ nha. Hoa Kỳ ai mà nghe mình nói cũng đau bụng, tiếng Anh, tiếng Anh, tiếng Việt, thẩm tiếng Việt, mắc in USA đàng hoàng. Make in USA nha. À, địa chỉ là address tại 1203 Great Tree Street 77003. Telephone thì mình quảng cáo hả ta? No, không có quảng cáo. Rồi bây giờ mình làm gì với cái hộp bánh này nha. Ở đây nó có, người ta cho mình cái bánh này nó để làm mix và có nghĩa là hai cái thập cẩm và hai cái đậu xanh quý vị. Tôi không có đọc được tiếng Tàu mà để tiếng Tàu vậy ai đọc cho được. Mai mốt là ở đây á, là tên là Yến Hương này nha, tên tiếng Việt này nha. Yêu cầu cái tiệm bánh này á, là phải đề là tiếng Việt. À, mình là người Việt mình phải phát huy tiếng Việt của mình ở tất cả mọi nơi chứ tại sao để tiếng Tàu. Ok. Đây là cái bàn thờ ba má của mình nha. Đó, đây là bàn thờ. Nhưng mà mình lấy để đây là một cái bàn này nha. Cái bàn này là cái bàn á, là cái bàn để tivi quý vị. Nó có ba ngăn để cho mình để đầu máy, đồ này kia, đồ đó. Rồi á, cái bàn ở dưới này á, là cái bàn computer quý vị. Đó, thấy không? Bàn thờ ba má tôi đó. Rồi tôi cũng cúng mà cũng xong nè. Đó, tôi phải đậy lại vậy tôi che cái phần dưới cho nó ra cái vẻ bàn thờ chút. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì nha quý vị. Rồi ở đây á, là mình có bốn cái ở trong này á, mình không có biết nó là bánh nhân đậu xanh là cái nào và ô có nè, để thập cẩm và di cá trứng nè. Đó ba ơi, dạng bánh trung thu ba ơi, con đậy con chưa có cắt nha. À, rồi cái này á, lại để tiếng Tàu không à. Hai thập cẩm di cá trứng nè, cũng ba má được nè. Còn cái này chắc là hai cái đậu xanh quý vị. Hai cái này là hai cái đậu, hai cái thật để chữ thập cẩm di cá trứng để bằng tiếng Việt mà người Tàu thì không có biết tiếng Việt đâu quý vị. Tại sao người Tàu này là cái này á là người Việt, người Việt đó chắc không mắc in bên hông chợ lớn á, mấy người bên chợ lớn á. Vừa tiếng Việt mà vừa tiếng Tàu quý vị. Mai mốt mình yêu cầu là cái hãng bánh này nha. Bây giờ mình để trên bàn thờ Phật cũng là mình để lên đây. Trên cái channel của mình có phần giới thiệu trong đó là mình được quyền yêu cầu cái hãng bánh này là không được quyền để tiếng Tàu nữa nha. Phải để tiếng Việt nha. Của người Việt phải để tiếng Việt. Cái môi là con cái học hành giỏi ngoan và phù hộ cho con tấn tài tấn lộc từ đầu năm đến cuối năm nha các Phật. Ok ba má ơi, về hưởng ứng chứng minh nè, hương đăng thành quả lập phẩm chi tiêu không có hương nha, con không đốt hương nha, hạn chế bớt nha, cái cấp thiết lắm con có đốt nhang nha ba má. Con cứ kêu về về ăn thôi, nhưng mà bây giờ con sẽ cắt ra nha, con mở bịch ra nha. Ok, mỗi người một cái bánh này ăn chị phỉ chí bình sinh luôn. Giờ con sẽ mở bánh ra nha. Rồi con có đốt nhang nha, ba má của con, ba má yêu dấu về hưởng ứng chứng lên bánh trung thu, ăn trước trung thu nha. Con trúng trước cho ăn trước, để bên Việt Nam cúng ba má ăn rồi ba má không ăn của con. Bây giờ ăn trước đi cho nó đã thèm trước nha, một người một cái ăn kêu bằng lòi con mắt luôn. Về hưởng ứng chứng minh nha ba má, phù hộ cho con nha, phù hộ cho gia đình.
có gì phù hộ cho tụi con nha mấy. Bánh trung thu năm 2023 nha. Hôm nay là 15 tây tháng 9 2023. Ok, bye bye.